Trước kia chắc là cũng nuôi bé từ nhỏ. Nuôi đó, nuôi nhỏ nhỏ tới lớn tới giờ mà nó đi nghiện thế buồn quá. Thương ha. Nào giờ nó ở, giờ nó bỏ nghe nó đi, không biết cháu nó ở đâu. Phải nó nói tin tức gì cũng biết, từ hồi đi tới giờ nó không có nhắn được cái gì mà nói với ngoại hết. Giỏi giờ gắn đi về con ơi, ngoại nhớ con gì lắm, ngoại biết mất ăn mất ngủ. Rồi mẹ hãy nói một điều gì đó với con đi. Gọi tên con ra nói con nhanh về đi. Giỏi ơi nhanh về đi con. Đấy kiếm con không được, mẹ chết bỏ con lại đó. Mẹ rất nhớ con, mẹ đang trông mong con về. Dạ. Chị nói đi. Mẹ trông con về đó Giỏi ơi, con mà không về mẹ chết rồi, con về con không gặp mẹ đâu. Khổ. Mẹ trông qua con nhiều đó, con đi về với mẹ. Có Đó. gì ăn nấy cũng đừng có đi nghe lời bạn bè mà đi, bỏ cha bỏ mẹ bỏ ngoại Khổ quá. đau lòng quá trời ơi, con gán con nhìn con xem rằng con đi về, con không về ngoài chắc cũng là chết con luôn. Nuôi nhỏ nhỏ tới lớn không có gì mà giờ con như vậy rồi, ngoại chắc chết không sống nổi con ơi. Ngoại không ăn không ngủ được, ngoại muốn xỉu luôn mà gắng đi tìm cho ngoại. Nhờ mấy chú cứu cháu tôi giùm mấy chú ơi. Cô bình tĩnh nha. Rồi bé Thảo hãy nói một điều gì đó với em gái mình nào. Trời ơi, đừng có xem video này. Điện về cho chị biết là con nào ở đâu, làm cái gì. Là chị biết chị đi cướp con về. Con nói con đi làm, sao con điện gì cho chị mà sao tới giờ con không điện luôn. Có chuyện gì điện về cho chị biết. Dạ rồi con xin phép chào cô. Dạ. Em chào chị gái. Dạ. Rồi chú chào bé. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Tên Phạm Thị Nương. Cô Nương. Dạ. Cô Nương là quê quán ở đâu cô? Quê quán ở An Giang. Dạ. Là cô từ An Giang, cô dạ. lên Bình Dương. Dạ. Cô đi hồi nào cô? Đi hồi 11 giờ. 11 giờ khuya dạ, ngày hôm qua. Dạ. Nhà mình lên đây đông không cô? 6 người. 6 người ha. Dạ. Lặn lội một quãng đường rất xa. Dạ. Từ một tỉnh An Giang ở miền Tây sông nước. Dạ. Cô đi có mệt không cô? Mệt lắm chú ơi, mà gắng đi tìm cháu gì. Dạ, trước giờ cô đã từng đi xa như vậy bao giờ chưa? Cũng đi từ An Giang lên tới Bình Dương mặn vậy đó. À, vậy là dạ. có đi rồi ha. Dạ, có đi rồi. Dạ. Làm nay đại gia đình nhà mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là tìm cháu. Dạ. Cháu là cháu ngoại hay cháu nội đi cô? Cháu ngoại ạ. Cháu ngoại ha. Dạ. Hôm nay thì cô đi đây là con của cô phải không? Đây là bà ngoại, đây dạ. là mẹ, đây là chị. Đây là cháu ngoại luôn đúng không dạ, ạ? Dạ cháu ngoại luôn. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ cảm con, ơn. Con xin phép được chuyện trò với mẹ của bé. Dạ. Em chào chị. Dạ. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Phạm Thị Trang. Chị Trang. Là hôm nay chị về đây là nguyên gia đình để nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là tìm cháu, à tìm con. Tìm dạ. con gái đúng không ạ? Con gái chị họ tên đầy đủ là gì? Lê Thị Giỏi. Lê Thị Giỏi. Dạ. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Nó 20. 20 tuổi. Bé cụ thể bỏ đi ngày nào? Ngày 25 tháng tháng giêng phải không ạ? 25 tháng giêng á, tối ngày 25. 25 tháng giêng là mới ăn Tết xong đúng không ạ? Ăn Tết qua Tết là 25 tới. Ngày này là ngày dưới đúng không chị? 25 tới ngày dưới hay gì? Ngày dưới. Còn ngày Tây là vào tháng mấy chị biết không? Không nhớ, nhớ ngày. Nếu mà ngày 25 tháng giêng ngày âm lịch thì rơi vào khoảng tháng 3 ngày 4 ha. Khi đi là con gái mình đi tại đâu? Tại ở nhà. Ở An Giang đúng không ạ? Dạ. Con gái mình trước đó là làm công việc gì chị? Làm công ty ngoài Đồng Nai, công ty Mai. Sau đó thì về quê hay như thế nào ạ? Nói là qua Tết về quê luôn. Trong cái thời gian trước khi bỏ đi là ở quê đúng không ạ? Dạ. Là không có làm gì hết trơn đúng không? Không, mới về ăn Tết. Trời đất ơi, chị được mấy người con? Ba người con. Chị Trang là năm nay nhiêu tuổi rồi chị Trang? Sinh 1983. 1983 là 41 tuổi.
Là chị được ba người con à? Dạ. Người con đầu là của chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. Bé này là bé kế hả? Bé kế. Bé kế là nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ 21 tuổi. 21 ha. Vậy còn bé út là 20? Không, 20. Trước khi cái ngày mà mùng 4 tháng 3 á, con nhà mình bỏ đi, gia đình nhà mình có xảy ra vấn đề chuyện gì không? Không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì đúng không ạ? Có ai la dày gì bé không ạ? Không. Bé về nhà thì trong cái khoảng thời gian đó thì bé có lên mạng để bé tìm việc làm gì không chị? Bằng đêm thì nó ngủ nhà bà Út, nó nói là có nhỏ cháu ngủ chung, nó nói tối bữa nào cũng có bà đó điện chứ. Bà nào? Không biết bà nào mà trên máy. Trời đất ơi, điện cho con nhà mình là nói chuyện về vấn đề gì ạ? Con nhỏ kia nó nghe vậy thôi, rồi con nhỏ này đắp mền lại nó nghe nó nói chuyện thôi, nhỏ này nó không có giờ. Vậy là nói chuyện, con nhà mình nói chuyện biểu hiện là lén lút. Dạ. Và nói chuyện với một người phụ nữ. Một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ đó là quen qua mạng xã hội, chứ chưa từng gặp ở ngoài đúng không ạ? Cái đó thì cũng không biết, nhiều khi nó vô làm công ty nó quen cũng không chừng, cái đó là dạ. Không biết. Trước giờ con nhà mình có từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Không, từ nhỏ tới lớn không. Con nhà mình có ngoan không chị? Có ngoan. Có nghe lời ba mẹ không? Nghe. Có bao giờ hỗn hào với ba mẹ không? Không. Trong cái thời gian mà đi làm á, trước kia đi làm á, thì tiền bạc có gửi về cho ba mẹ không? Đi hết cả nhà về nó đưa hết trơn, nó không quấy. Có đi về lãnh lương về là cho giấy có 200 ngàn đó. Trời đất ơi, vậy là quá ngoan rồi đúng không ạ? Con nhà mình đã từng quen hoặc yêu bạn trai nào chưa? Lúc trước nó quen mà nó huề rồi. Huề là chia tay đúng không ạ? Dạ. Và cái thời gian gần cái lúc đi á, gia đình nhà mình có thấy con nhà mình có cái dấu hiệu gì bất thường không? Không, nó cũng bình thường vậy đó. Nó không có làm gì mình nhỏ nghi đâu. Chỉ có là hay gọi điện và hay nói chuyện với một người phụ nữ. Phụ nữ mà nói ban đêm, nói ngủ chung với nhỏ cháu á, rồi nhỏ cháu nó nghe cái tiếng đàn bà thôi, mà nhỏ này đắp mở nói chuyện thôi, nhỏ con, kia nó không ấy. Con nhà mình em hỏi thật nhé. Dạ. Con nhà mình giới tính như thế nào? Có phải là LGBT không? Tức là có thích con gái không? Không. Tức là con gái 100% đúng không ạ? Dạ. Chứ không phải là LGBT đúng không ạ? Dạ. Khi đi ngày đi thì con gái mang theo những thứ gì đi? Đi mình không, chỉ có bận bộ đồ cục mà cái quần sọt, cái áo thun màu trắng, không với mang. Cái áo khoác màu trắng rồi à. Không đem cái gì trong mình nha, trong tiền cũng không có nữa. Với cái điện thoại đi theo thôi. Có giấy tờ tùy thân không ạ? Có giấy căn cước thôi. Chứ không có giấy gì nữa. Có nữ trang trang sức gì trên người không? Không có cái gì trên người hết. Vậy là đi tại An Giang? Dạ, tại nhà đi. Khu nhà mình có camera không? Không. Ông ơi, mình không. Có biết được là con mình đi ra đó là có ai đón hoặc là con nhà mình bắt xe nào đi không? Không biết luôn, tại nó trốn đi mình không biết được á. Một đêm ngủ rồi nó đi, sáng lại kiếm nó mới hay nó mất. Vậy là đi lúc nửa đêm? Dạ. Có viết thư, viết từ hoặc nhắn tin gì để lại không ạ? Không. Có lúc trước nó đang đi á, Vĩnh Hiện về cho nhỏ chị, nó nói em điện nói chị nói với mẹ là em đi làm, em gửi tiền cho mẹ. Từ đó là sao cái nó không liên lạc được luôn. Zalo, Facebook nó gỡ, trời, cho máy nó cũng gỡ luôn. Vậy là từ hôm sau là bắt đầu con nhà mình không liên lạc về nhà và chặn hết tất cả mọi người. Chặn hết. Cái điều này chứng tỏ là con nhà mình bị sập bẫy rồi đấy. Dạ. Nhờ mấy chú Hải rồi gắng cứu giùm. Trong 3 tháng trời qua gia đình nhà mình đã đi tìm con được ở nơi nào rồi? Có đi tìm mà không ấy, rồi người ta chỉ đi báo công an vậy đó, mình cũng đi vậy đó, mà công an nó cũng nói gắn lời, nó không nói. Tại vì biết sao không, khi mà gia đình nhà mình trình báo cơ quan chức năng công an, dạ, thì con nhà mình đã đủ tuổi trưởng thành rồi, 20 tuổi thôi mà. Cái này dạ, là con nhà mình tự nguyện đi. Dạ. Con nhà mình là có quyền công dân, chị ạ. Nên mà bên cơ quan chức năng cũng tư vấn, cũng đã nói, nên mà gia đình nhà mình cũng phải hiểu biết cái điều đó ha. Dạ. Và bây giờ thì từ ngày mùng 4 tháng 3 mà hiện tại hôm nay là ngày 23 rồi. Gần 3 tháng trời rồi. 25 này tới 3 tháng. Đúng rồi, gần 3 tháng trời rồi. Phải biết là đi ra sớm rồi. Không nhà biết. Nhà mình không có biết anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải. Dạ, chừng kéo Facebook ngày hôm qua là mới biết là bữa nay đi luôn. Chứ kéo không có được biết là mới biết đi liền luôn đó. Nếu mà cái thời điểm mà đợt đầu năm nó mà biết ha, lên sớm mới đi, cái lên sớm thì cái kết quả sẽ tốt hơn, nhanh hơn. Dạ. Tới giờ phút này là trong quá trình gần 3 tháng trời là con không có liên lạc về luôn. Không có liên lạc nữa.
có dắt tối á, nó mở cái Facebook của nó lên, cái máy của chị nó thấy là nó lên cái nó xem mà nó tắt liền luôn, nó không á. Bởi vì khi con nhà mình đi ra bên ngoài có thể là gặp những cái người không tốt, điện thoại của con mình chắc gì đã được xài, sợ rằng là có người người ta sẽ giữ điện thoại con mình và người ta khống chế, yeah, bắt ép làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Yeah. Gia đình nhà mình có biết công việc nhạy cảm là gì không? Yeah. Không hả? Là những công việc mà họ bắt các em, những em mà chưa đủ tuổi, thậm chí là thiếu nữ và yeah, những em đã trưởng thành rồi là làm tiếp viên phục vụ trong quán ấy. Yeah. Khổ lắm. Các bé thì tuổi đời còn rất nhỏ và như con nhà mình tuổi đôi mươi rồi, tuổi trưởng thành rồi. Yeah. Nhưng mà rất tiếc rằng lại không hiểu biết. Cứ tưởng bên ngoài nghe người ta nói vài câu ngọt ngào, dụ dỗ làm việc, có tiền này kia là đi, nhưng đâu biết được đó là cạm bẫy đâu. Yeah. Rất khổ. Hiện tại ngay giờ phút này là bản thân chị là một người mẹ, chị sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì đây? Sợ bán qua bên cái không? Sợ bán qua bên nào? Cam. Cam ha. Nhà mình có xem nhiều cái trường hợp mà báo chí truyền thông đăng tải về vấn đề việc nhẹ lương cao mà bị lừa bán qua cam chưa? Có xem không? Không, nhưng không có máy xem, nhưng mà cái trải máy của bác. Không xem sao mình sợ? Nghe người ta nói. Nghe ta nói hả? Dạ. Rồi em xin phép chuyện trò với lại con gái của chị. Dạ. Rồi chào bé. Dạ. Bé tên gì? Con tên là Hiền Thảo. Thảo ha, Thảo năm nay là 21 hả? Dạ. Trong quá trình mà em gái của Thảo ở nhà với Thảo á, hai chị em có hay tâm sự với nhau không? Dạ có, nhớ em hay đi đâu hay làm gì cũng hay nhắn tin hỏi con chứ. Thảo là có gia đình chưa? Dạ rồi. Mình có bé nào chưa? Dạ chưa. Chưa ha, mình lập gia đình lâu chưa Thảo? Dạ mới đây. Mới à? Dạ. Mình có ở chung nhà không? Dạ không, ở bên chồng. Ở bên chồng. Chị em bao lâu thì gặp nhau lần? Năm gặp nhau 2-3 lần. Nhưng mà chắc là thường xuyên là nói chuyện điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà bé Út tâm sự với Thảo là bé Út muốn đi làm công việc nào đó để kiếm tiền về phụ gia đình không? Hôm bữa nó đi là nó có nhắn tin về cho con. Ừ, nói sao? Nó nói là nó đi làm về Hán rồi nó về. Làm để kiếm tiền về hả? Dạ. Nhà gia đình nhà mình có hoàn cảnh khó khăn không? Gia đình nhà mình á, cái điều kiện kinh tế có khó khăn không? Cưỡng thì làm mướn xong á thằng. Chị cho em mượn tấm hình đi. Rồi chị ngồi đấy. Nhà mình là ở dưới quê là có nhà chưa chị? Chưa. Chưa có nhà hả? Dạ. Mình ở thuộc ở Đậu. Ở Đậu hả? Ở dạ. Ké hả? Dạ. Mình sao mình chưa có nhà? Mà chưa có tiền cả. Chưa có tiền ha. Dạ. Có khi nào vì lý do đó mà con gái nhà mình thấy gia đình khổ quá nên con gái muốn đi làm việc nhiều tiền không? Cũng không biết, lần đi làm rồi hôm nay cũng đi nguyên gia đình vậy đó. Thì về nhà nói nghỉ đi đi con ơi, đi hoài cũng dư về nhà làm, cái về nhà đi nó chốn đi luôn. Trước kia là bé Út là học hết lớp mấy đi chị? Học tới lớp năm nó mới nghỉ. Lý do sao nghỉ? Nó thấy cha mẹ ở trên Đồng Nai á, rồi nó nghỉ học nó đi lên. Vậy là ba mẹ thì đi lập nghiệp ở đất khách quê người. Dạ. Còn con thì ở nhà với nội hả? Ông ngoại. Cũng vì chén cơm manh áo, cuộc sống mưu sinh đúng không ạ? Dạ. Thật sự ra thì gia đình không ai mong muốn cái điều đó xảy ra. Dạ. Ai cũng mong muốn rằng là sinh ra và lớn lên có một cái gia đình đầm ấm hạnh phúc và đủ ăn đủ mặc. Dạ. Có mái nhà, không cần biết là to hay là nhỏ nhưng có mái nhà để che nắng che mưa đúng không ạ? Dạ. Nên mà con người ta thì nói chung là số phận. Nhà mình có tin vào số phận không? Tin. Tin ha. Thật sự đây là điều rất là buồn. Vậy là Thảo khi mà bé Út tâm sự như vậy thì Thảo có khuyên bé Út về không? Có khi nó về. Mà nó nói chị xin mẹ cho em đi làm vài tháng đi rồi em về. Rồi Thảo nói sao với bé Út? Em hỏi nó là đi chung với ai? Nó nói là đi chung với bà chị lúc trước làm chung công ty. À. Mà hỏi bà chị nào thì nó không nói. Không nói tên. Nó không nói tên bà chị nào hết á. Nó nói thì với chị bạn thôi.
Tới giờ phút này là bản thân Thảo đang sợ nhất là em út mình sẽ gặp điều gì đây? Em sợ nó bị lừa. Bị lừa đúng không? Dạ. Bị sập bẫy đúng không? Dạ. Bây giờ cả gia đình mất ăn mất ngủ và thậm chí hôm nay thì về đây rất là đông người, 6 dạ. người đúng không ạ? Dạ. Cả bác Tài nó là 7 đúng không ạ? Dạ vậy. Là bà con họ hàng nhà mình hả? Dạ. Dạ. Con bác Tài thì ở xóm kế bên thấy khổ quá thì đi tư giùm. Thương. Dạ thương. Đổ chân cho ta chạy giùm thôi chứ không quay tiền. Cảnh ta thấy không có tiền, không có nhà nữa. Rồi ta chở đi giùm, ta giúp tuyệt đỡ. Vời. Vậy là làng xóm như vậy là quá tuyệt vời rồi. Mà bây giờ tới giờ phút này đùng cái làm cho cả gia đình bỏ hết công ăn việc làm, mất ăn mất ngủ. Ăn ngủ không yên, thức hoài, thao thức đợi cháu. Cô là được nhiều con không? Con có, tôi có 4 đứa hả? 4 đứa hả? Là hôm nay bà nội có về đây không? Bà nội chết. Mất lâu. Mất rồi hả? Dạ. Khổ thật. Bây giờ cô là bà nội, cô là bà ngoại, cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với cháu ngoại mình, hy vọng cháu ngoại nhà mình xem được video này, sớm quay trở về một ngày gần nhất. Bà ngoại nói đi. Dạ. Giỏi ơi, bà ngoại thương con lắm, con gắng đi về, cố gắng về với ngoại. Giờ này ngoại đi kiếm con, không biết con ở nơi nào. Bây giờ con nếu coi xem được cái này thì con đi về cho bà ngoại. Bà ngoại thương con đến nỗi mà ngoại ngủ không yên, ăn không được. Bà ngoại là trước kia chắc là cũng nuôi bé từ nhỏ. Nuôi đó, nuôi hồi nhỏ tới lớn tới giờ mà nó đi nghiện để buồn quá. Thương ha. Nào giờ nó ở. Giờ nó bỏ nó đi. Không biết cháu nó ở đâu. Phải nói tin tức gì cũng biết. Từ hồi đi tới giờ nó không có nhắn được cái gì mà nói với ngoại hết. Giỏi ơi, gắng đi về con ơi. Ngoại nhớ con dữ lắm. Ngoại biết mất ăn mất ngủ. Rồi mẹ hãy nói một điều gì đó với con đi. Gọi tên con ra nói con nhanh về đi. Giỏi ơi, nhanh về đi con. Đấy, kiếm con không được, mẹ chết bỏ con lại đó. Mẹ rất nhớ con, mẹ đang trông mong con về. Dạ. Chị nói đi. Mẹ xong con về đó. Giỏi ơi, con mà không về mẹ chết rồi, con về con không gặp mẹ đâu. Khổ. Mẹ xong quá con nhiều đó, con đi về với mẹ. Có đó. Gì ăn nấy, con đừng có đi nghe lời bạn bè mà đi. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ngoại. Quá. Đau lòng quá. Giỏi ơi, con gắng, con nhìn, con xem, nên con đi về. Con không về ngoài chắc cũng là chết, con còn luôn. Nuôi nhỏ nhỏ thế đó, không có gì mà giờ con như vậy rồi, ngoại chắc chết. Không sống nổi con ơi. Ngoại không ăn, không ngủ được, ngoại muốn xỉu luôn mà gắng đi tìm cho ngoại. Nhờ mấy chú cứu cháu tôi giùm mấy chú ơi. Cô bình tĩnh nha. Rồi bé Thảo hãy nói một điều gì đó với em gái của mình nè. Trời ơi, đừng có xem video này. Điện về cho chị biết là con nào ở đâu, làm cái gì. Để chị biết chị đi cướp con về. Con nói con đi làm, sao con điện gì cho chị mà sao tới giờ con không điện luôn. Có chuyện gì điện về cho chị biết. Con gắng bình tĩnh, con điện về. Nhớ số điện thoại của ai, con điện về cho người đó. Giờ nhà ai cũng đang mong con về hết trơn. Thật sự, cái không khí này rất là buồn, rất là ảm đạm, rất là đau lòng. Rất mong rằng là bé Giỏi đang ở đâu đó xem được video này, thấy bà ngoại, mẹ, chị ba và rất nhiều người thân về đây để nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó, con lại sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Bởi vì từ ngày con đi thì cả gia đình mất ăn mất ngủ, bỏ hết tất cả công ăn việc làm, tinh thần thì không được được tươi tỉnh, lo lắng để đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó, con sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Nếu mà tới giờ phút này mà con bị sập bẫy, có thể là bị cái người phụ nữ kia lừa gạt để mà ép buộc con, có thể là bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật mà trong các quán hoặc là
trong những cái công việc mà trá hình thì con này thật bình tĩnh. Con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ ở Thanh Hải, Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn nếu mà mục đích của con đi lần này là vì đi kiếm tiền mà con không chịu về thì chú khuyên thật lòng con này sớm quay trở về. Bởi vì bản thân con là con gái mà nhìn con rất là xinh xắn, tuổi đời còn rất trẻ và rất nhỏ đôi mươi, chưa biết gì về bên ngoài, chưa va chạm, và đặc biệt bên ngoài rất nhiều cạm bẫy và rất nhiều người xấu. Nên mà chú khuyên rằng con gái hãy dù như thế nào, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải sớm liên hệ về để gia đình, và các chú hiệp sĩ sẽ có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Dạ rồi, thì cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận cô nha. Dạ. Giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Dạ, và giúp đỡ hết sức có thể. Dạ. Thì mong gia đình nhà mình thì ổn định lại tinh thần. Anh em sẽ cố gắng hết sức để nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức để giúp đỡ gia đình nhà mình. Dạ, dạ cô. Cảm ơn chú. Và cái điều mà từ đầu năm tới giờ, đầu năm 2024 thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải chứng kiến cái cảnh mà cha mẹ ông bà khóc để đi tìm con tìm cháu, thì thật sự đó là những cái cảnh giây phút thật sự rất đau lòng. Yeah. Bản thân em ngồi đây em chứng kiến những cái cảnh này em cảm thấy rất là đắng lòng lắm. Yeah. Thật sự. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé giỏi như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải biết được cái thông tin và khuyên cũng như là đưa em giỏi sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thì rất mong rằng video này khi mà anh em đăng tải lên thì được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, rất cần được sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Có thể là tất cả các cô chú anh chị khi mà biết được cái thông tin mà thấy được em giỏi ở ngoài, nếu mà ở đâu đó thì cô chú anh chị hãy gọi cho số của anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải xác minh cũng như là đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ rồi, thì hôm nay là gia đình nhà mình về đây lặn lội một quãng đường phải nói là rất là xa. Dạ. Từ An Giang nửa đêm nửa hôm phải bắt xe. Dạ. Để lên Bình Dương. Dạ. Anh em thì tin tưởng anh em. Dạ. Thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải ghi nhận và cảm ơn gia đình nhà mình rất nhiều đã tin tưởng, đã hy vọng. Dạ. Anh em. Dạ. Thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải không biết nói gì hơn, thì bản thân con, riêng con thì con chúc cho cô, chúc gia đình nhà mình là thượng lộ bình an về về quê nhà. Dạ. Và cái điều đặc biệt là cháu cháu ngoại. Dạ. Cũng như là con của chị, em của bé Thảo. Dạ. Là sớm quay trở về đoàn tụ một ngày gần nhất nhá. Dạ. Thì gia đình nhà mình về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại, tìm con và tìm em. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Chị có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Bé Thảo có đồng ý không? Dạ, cứu giúp dùm. Dạ rồi thì giỏi thì về. Dạ. Chú Hải. Dạ rồi thì xin phép chào cô, chào chị, chào. Dạ. Bé Thảo. Dạ. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.